Vâng, em quý ô tô cũ em bái chào tất cả các bác nhá. Hôm nay đây sóng cho các bác một con ghét nhá. Hyundai ghét bản đủ nhá. Tư nhân nhá, chính chủ các bác nhá. Biển Hà Nội cực chất luôn này. Con này là sản xuất 2010 nhá, zin toàn tập, zin cả xe luôn nhá. Để mà kiếm được một con xe zin này đúng là trên thị trường giờ hơi là hiếm luôn các bác nhá. Đây, lốp nam này, quá là uy tín luôn nhá. Đây để em quay luôn về phần nội thất cho các bác xem. Nội thất thì đẹp miễn bàn luôn rồi. Đây các bác xem này. Một chủ người ta đi người ta giữ gìn nó cái vô lăng các bác nhìn nó uy tín nào rồi đấy đi rất là giữ gìn luôn nhá đây màn đầu đài đầy đủ hết luôn các bác luôn ghế đẹp nhá trần đỉ đây rồi xe đẹp thật đấy Nhanh quanh bây giờ chỉ có hơn 100 triệu rồi. 139 triệu rồi các bác nhá đây. quá đẹp luôn 139 triệu là các bác sử dụng một con Hyundai Get. sản xuất 2 điểm 10 bản đủ nhá xe đẹp xuất sắc luôn xe thì không phải nghĩ rồi các bác về chỉ đổ xăng là đi thôi một cái mẫu xe mà để em nghĩ cái dòng ghế này nó rất là bền nhá bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu nhìn quá là chất luôn đây để em uh, đăng kiểm này đăng kiểm có đến thẳng tháng bốn hai nghìn hai cơ để em đổ máy cho các bác xem nhá để biết là cái chất máy con này như nào nhá máy con này thì đúng là không còn gì để chê nữa rồi ghế mình này ghế luôn lúc nào cũng là bền bỉ các bác nhá bền bỉ chất điều hòa mát con này về các bác đúng là chỉ đủ đủ xăng nước, rửa nước lã thôi quá đẹp luôn con máy các bác nhé này các bác nhìn chất chưa máy móc sạch sẽ gọn gàng chưa thế mà anh quanh chỉ có hơn 100 triệu 139 triệu thôi nhá bác nào thích cái mẫu xe này thì nhanh tay nhá em để lại cho nhá số điện thoại em là 0966 862 666 em Quỳnh ô tô cũ yên bái các bác nhá